nếu muốn Phật Pháp hưng Chỉ tăng tán, thán tăng Phụ lục Giới thiệu sơ lược về Quỹ Giáo dục Phật Đà một Duyên Khởi Năm 1982, cư sĩ Giản Phong Văn bái kiến Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không. Lão Pháp Sư đưa ra ý tưởng thành lập một đơn vị Hoàng Dương Phật Pháp và đào tạo nhân tài giảng kinh, hoàng pháp lợi sanh. Cư sĩ giảng y giáo phụng hành tích cực lập kế hoạch tổ chức. Ngày 14 tháng 12 năm 1984, do ngành giáo dục Đài Loan cho phép thiết lập đoàn thể pháp nhân, Pháp sư tịnh không đặt tên là Quỹ Giáo dục Phật Đà Tập đoàn Tài chính Pháp nhân. Hội đồng quản trị đều bầu Pháp sư tịnh không làm chủ tịch hội đồng quản trị cư sĩ Giản Phong Văn làm tổng cán sự. Ngày mùng 3 tháng 1 năm 1985, Pháp viện ở Đài Bắc chính thức hoàn thành thiết lập đăng ký. Đến nay, năm 2011 đã có khoảng 26 năm lịch sử. 2. Tông chỉ 1. Xúc tiến đức dục, giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị phụ trợ tứ dục không đủ của nhân gian. 2. Thúc đẩy phát triển Phật từ, sự từ bi của Phật, tích cực phát dương đặc sắc việc hành thiện. 3. Trình bày và phát huy luân lý, thay đổi thói xấu thô bạo, tàn nhẫn của xã hội. 4. Tuyên giảng ở nước ngoài, xúc tiến nhận thức chung của giáo giới quốc tế ba la mã phát triển sự nghiệp một thành lập thư viện phòng đọc sách cho học sinh phòng đọc cho đại chúng xã hội và mượn đọc kinh sách bằng đĩa Phật giáo miễn phí 2. tặng sách báo Phật giáo đĩa và các tài liệu giảng dạy pháp bảo cho đoàn thể Phật giáo trong và ngoài nước hoặc đoàn thể văn hóa giáo dục ba Phương diện tuyên giảng trong giáo dục của Phật Đà A. Tổ chức cố định dài hạn Phật học giảng tỏa B. Tổ chức lớp nghiên cứu và thảo luận Phật học C. Tổ chức các khóa trình thật tu như hội cộng tu niệm Phật và lớp tĩnh tỏa 4. Đề xướng sự nghiệp văn hóa Phật giáo như điển tích Phật học Trung văn, Anh văn và các ngôn ngữ khác ấn tống tượng Phật kết duyên, tặng đại tạng kinh tiếng Trung và đại tạng kinh Pali, tặng các băng đĩa Phật giáo CD, VCD, DVD, MP3 để kết duyên. 5. Thiết lập mạng lưới phục vụ cung cấp các dịch vụ tải file video, chương trình Phật học giảng dạy, số liệu Phật học mạng lưới quỹ tài trợ bắt đầu thiết lập kết nối vào năm 1999. Ngày 1 tháng 12 năm 2000, chính thức hoạt động, phục vụ cho đại chúng. 6. Tiến hành giáo dục hướng dẫn phóng xanh, hộ xanh để cải thiện nếp sống xã hội. 7. Quyên tặng quỹ học bổng, đào tạo tăng tài Phật giáo. 8 thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp giáo dục văn hóa, tất cả những gì có lợi cho công ích xã hội. Bốn la mã Mục tiêu phát triển 1. Tháng 12 năm 2007, Khu viên dạy học Hoa Tạng, Quỹ Giáo dục Phật Đà Tập đoàn Tài chính Pháp Nhân của Quỹ Tài trợ nằm ở thành phố Thâm Khanh, Đài Bắc, chính thức thành lập và bắt đầu sử dụng ngoài việc có thể cung cấp quỹ dạy học và cộng tu, cũng có thể cung cấp miễn phí cho đoàn thể nhân dân đầy đủ tránh chi, tránh kiến để tổ chức hoạt động tu học Phật giáo và có ích cho thân tâm, tăng trưởng trí tuệ. Ví như Phật thất, thiền thất, nội quán thiền tu, bát quan trai giới và thành lập giáo viên Phật học, Phật học đại chuyên, Phật học nhi đồng, vân vân. 2. Năm 2010 thành lập Tự viện Hoa Tạng, Quỹ giáo dục Phật Đà, tập đoàn tài chính pháp nhân, cung cấp cho Tăng chúng Phát Tâm Hoàng Dương Phật Pháp tiếp nối huệ mạng của Phật, tinh tấn dụng công với tư cách là nơi tu hành do bổn hội phụ trách cúng dường tứ sự để cho mọi người an tâm hành đạo, đào tạo tăng tài cho Phật giáo. 3 phối hợp sự thành lập và bắt đầu sử dụng của khu viên dạy học Hoa Tạng, tự viện Hoa Tạng, mục tiêu hoàng pháp của quỹ tài trợ, kế hoạch trước mắt thành bốn phương hướng lớn: a duy trì và tiếp tục thúc đẩy công tác ấn tống kinh sách; b mở rộng mạng lưới phục vụ cung cấp tư liệu và thông tin của Phật pháp, đặc biệt là phương diện video. Năm 2014 lần đầu hoàn thành kế hoạch sáng tác bộ hoạt hình Lục độ ba la mật của Tiểu chân nhận được sự khen ngợi trong các giới. C. Phương diện giải môn, kế hoạch về tính tổng thể của chương trình Phật học, chuẩn bị mở các khóa trình Phật học nhi đồng, đại chuyên, giáo sư và người lớn, vân vân. D. Phương diện hành môn, tăng thêm ý nguyện hoạt động cộng tu để đại chúng tham dự và tăng cường các khóa trình thật tu như tĩnh tọa, thiền định, vân vân. Đồng thời tiến thêm một bước, tương lai sẽ cung cấp cúng dường tứ sự cho tăng chúng xuất gia, đào tạo tăng tài giảng kinh hoàng pháp trong nhà Phật. E. Bổn hội tuân theo giáo huấn của Pháp Sư Tịnh Không. Có bao nhiêu kinh phí thì làm bấy nhiêu việc vì vậy chưa thiết lập chế độ hội viên, không quyên tiền hóa duyên bên ngoài. Kinh phí đều đến từ sự quyên góp của mười phương thiện tín. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Pháp sư Khoan Dung Từ khi nhân loại bước vào thế kỷ 20 đến nay, khoa học công nghệ thông tin cùng với mạng lưới giao thông có sự biến hóa thay đổi hoàn toàn địa cầu mà chúng ta sinh sống dường như cũng biến thành một thôn trang danh xứng với thật trong thời đại các phương diện chính trị kinh tế văn hóa toàn cầu hòa vào nhau này pháp âm của phật đà cũng nhân châu á truyền đến các nơi trên thế giới làm sao mới có sự cống hiến lớn hơn cho chánh pháp như lai trụ lâu trên thế gian vì sự hài hòa tịnh hóa nhân tâm chủng tộc phồn vinh thịnh vượng của quốc gia mọi người chúng ta đều hiểu rõ tương lai của một quốc gia một đoàn thể then chốt quyết định ở tố chất đoàn tránh cao thấp của họ một đạo lý tương đồng tương lai của phật giáo như thế nào cũng quyết định ở việc có thể đào tạo nhân tài nối tiếp phật giáo chân tránh hay không đào tạo nhân tài là một công việc dài hạn và có sự kiên trì lớn là việc lớn liên quan trực tiếp đến huệ mạng của chúng sanh, pháp vận của Phật giáo, an định của xã hội. Lão cư sĩ Triệu Pháp Sơ, hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, từng đưa ra lời kêu gọi công việc quan trọng trước mặt và sau này của Phật giáo Trung Quốc. Một là đào tạo nhân tài. Hai là đào tạo nhân tài. Ba vẫn là đào tạo nhân tài trong buổi tọa đàm công tác giáo dục của Phật giáo khoa Hán ngữ toàn quốc ở Thượng Hải vào năm 1992. Sau đó, với sự ủng hộ của các phương diện, trong vòng vài năm, toàn quốc khôi phục và xây dựng gần 40 trường học Phật giáo. Sự xuất hiện của những trường học này xác thực đào tạo được một đại đội quân sinh lực cho Phật giáo Trung Quốc không người tiếp nối bù đắp được một mức độ nhất định về hoàn cảnh khó khăn của việc khiếm khuyết nhân tài nhiều học viện phật giáo và đơn vị giáo dục trong và ngoài nước pháp sư tịnh không và cư sĩ lý mộc nguyên singapore mở lớp đào tạo nhân tài hoàng pháp phía dưới gọi đơn giản lớp hoàng pháp và lớp hoa nghiêm mỗi lớp có đặc sắc riêng thành tích dạy học của các lớp đã được sự khẳng định và tán thán của nhiều vị cao tăng đại đức dạy học trong và ngoài nước. Lớp Hoàng Pháp và lớp Hoa Nghiêm đều lấy học vi nhân sư hành vi thế phạm làm tổng cương lĩnh. Lấy tam học, tam phước, lục hòa, lục độ, thập đại nguyện vương làm thực tiễn. Cho đến nay, lớp Hoàng Pháp đã mở được bốn khóa trước sau có hơn 70 học viên tốt nghiệp. Lớp Hoa Nghiêm hiện nay có hơn 20 vị học sinh tu học. Đồng thời khóa thứ năm của lớp Hoàng Pháp cũng đang trong quá trình tích cực chuẩn bị. Lấy sự thể hội tu học của cá nhân tôi, dạy học của hai lớp có đặc sắc như sau. Một Nhân thời chế nghi, đào tạo nhân tài hoàng pháp. Cổ Đức thường nói, người có thể hoàng đạo, không phải đạo hoàng người. Lịch sử chứng minh không có nhân tài thì không có Phật giáo. Nhưng bởi vì lúc trước nhân tài giảng kinh hoàng pháp thiếu hụt, khiến cho chân lý của Phật giáo càng khó, làm cho mọi người được nhiều lợi ích cũng như trong kinh nói. Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Có nghĩa là Phật Pháp không người thuyết, tuy có trí nhưng không thể hiểu. Khi Phật còn tại thế có cục diện hưng thịnh của chánh pháp chủ thế, chính là do Thế Tôn 49 năm giảng kinh thuyết pháp chưa hề gián đoạn. Xét thấy như vậy, Pháp Sư Tịnh Không không màn bản thân đã trên 70 tuổi, mở rộng buổi giảng, hoàng kinh diễn giáo trên khắp thế giới. Năm 1996, Tịnh Tông Học Hội và Cư sĩ Lâm Phật Giáo Singapore liên kết thành lập khóa thứ nhất, lớp đào tạo nhân tài Hoàng Pháp, mời Lão Pháp Sư làm đạo sư, chủ trì công việc dạy học. Mỗi ngày, Lão Pháp Sư nỗ lực đích thân dạy học không biết mệt mỏi, truyền trao tâm đắc của giảng kinh và tu trì của bản thân hơn 40 năm cho học sinh. Hy vọng từ đó đào tạo ra những vị tài đức vẹn toàn học và tu cùng tiến. Nhân tài có thể gánh vác được gia nghiệp của Như Lai. Học sinh của lớp Hoàng Pháp trong quá trình học tập. Trước tiên, học tập kỹ xảo chuyên môn giới thiệu giảng kinh của nghiên cứu nội điển giảng tọa. Sau đó, nắm được phương pháp và cách thức phân khoa chia giáo kinh Phật. Lại tuân theo nguyên lý và nguyên tắc này, lấy giảng nghĩa của lão pháp sư làm tài liệu bài giảng dạy, không được xen lẫn kiến giải của bản thân. giảng hết bài giảng, bắt đầu phước tiểu tọa. phương thức của phước tiểu tọa cùng với thời gian năm đó kết tập tam tạng tôn giả an nan thuật lại tình hình phật thuyết pháp có chút tương tự khi các đồng học giảng tiểu tọa, thính chúng chỉ có lão pháp sư và các đồng học khác sau khi giảng xong mọi người sẽ từ nội dung đã giảng đưa ra kiến nghị cải thiện các phương diện như tóm ý đơn giản không kỹ thuật diễn giảng vận dụng thỏa đáng không ngữ pháp câu từ có chính xác dễ hiểu không kiểm soát giọng điệu có lên có xuống không âm niệm tụng kinh văn có chính xác không vẻ mặt có lễ tiết trang trọng không uy nghi cử chỉ có đúng mực không ngoài ra còn có động tác trên đầu động tác ở tay trong quá trình tập giảng lão pháp sư yêu cầu mỗi vị đồng học đều phải viết lời bình như vậy không những có thể giúp đồng học tiến bộ quan trọng hơn là sau khi thông qua sự quan sát và bình luận thì bản thân cũng có thể lấy mạnh bù yếu sau tiểu tọa theo kiến nghị của mọi người các đồng học sửa lại bài giảng sau cùng mới lên đại tọa tuyên giảng cho đại chúng. Sau khi đại tọa kết thúc, lại khiêm tốn mời lão pháp sư và các đồng học góp ý và chỉ ra chỗ sai, đồng thời xem lại băng ghi hình bản thân tập giảng để cải thiện và cầu tiến thêm. Trong tình hình chung, khuyết điểm của mọi người trong hai tháng đầu rất nhiều. Thông qua sự cải thiện hết lần này đến lần khác, thiếu sót tự nhiên ít đi, thậm chí rất khó tìm ra vấn đề. Cứ học tập và thực tiễn như vậy hơn 3 tháng, các đồng học đều có thể cảm thấy sự thay đổi của bản thân vô cùng rõ ràng, cũng tâm phục khẩu phục phương pháp huấn luyện truyền thống này của Lão Pháp Sư. Hai, Nhân cơ chế nghi, đề xướng chuyên tu chuyên hoàng Trong Tam Tự Kinh nói, Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Nghĩa là, cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng. Thế xuất thế gian đều có đạo lý chung. Ở đời tùy, đời đường, bát đại tông Phật giáo đều đề xướng chuyên tu chuyên hoàng, như Đại sư Huyền Trang ở chùa Đại Tử Ân, Tây An chuyên hoàng Tử Ân Tông. Đại sư Thiện Đạo ở chùa Hương Tích, Tây An, chuyên hoàng Tịnh Độ Tông luật sư Đạo Tuyên ở chùa Tịnh Nghiệp, núi Trung Nam, chuyên hoàng luật Tông. Đại sư Trí Giả, núi Thiên Thai, Chiết Giang, hoàng Thiên Thai Tông. Bởi vì có thầy kế nghiệp dạy học thù thắng như vậy, làm cho nhân tài các tông phái lúc đó xuất hiện lớp lớp. Phật giáo cũng đi vào thời kỳ hưng thịnh. Hiện nay ở Trung Quốc, vẫn có không ít tự viện kế thừa di phong chuyên tu chuyên hoàng của các vị tổ sư, như Chùa Trân Như tại núi Vân Cư, Giang Tây, chuyên hoàng Thiền Tông, Chùa Linh Nham Sơn tại Tô Châu, chuyên hoàng Tịnh Độ, Chùa Bình Hưng tại núi Thái Mỗ, Phúc Kiến, chuyên hoàng Luật Tông, Lớp nghiên cứu Phật học viện Phổ Đà Sơn, chuyên nghiên cứu Thiên Thai Tông. Đây đều là các tự viện điển hình của toàn quốc, đào tạo ra nhiều nhân tài cho Phật giáo. Lão cư sĩ Lý Bình Nam, thầy của Lão Pháp Sư Tịnh Không, là đệ tử quy y với Đại sư Ấn Quang. Vì vậy, Tịnh Tông học hội vẫn luôn kế thừa trí nguyện của Đại sư Ấn Quang. Lão Pháp Sư thường khai thị rằng, tu học Phật Pháp có được thành tựu hay không Thèn chốt chính là ở nơi một môn thâm nhập, trường thời huân tu. Nếu tìm hiểu kinh luận và pháp môn quá nhiều, ngược lại thì biết tất cả nhưng chẳng biết gì. Nếu như chuyên chú một pháp môn, một bộ kinh lâu dài, lâu dần thì tâm thanh tịnh và căn bản trí hiện tiền, tự thành thông ra. Đại Đức xưa nói, một kinh thông, tất cả kinh thông, một pháp thông tất cả pháp thông chính là đạo lý này trong xã hội hiện đại thời gian rảnh rỗi của mọi người mãi mãi không bằng sự đầy đủ của thời đại nông nghiệp trước đây dưới điều kiện hạn chế như vậy tu học pháp môn khác đều không hợp với căn cơ của chúng ta mà pháp môn niệm phật thuận tiện dễ hành lại có thể phổ biến ứng dụng trong thời đại này vì vậy trong đại tập kinh của mấy ngàn năm trước phật nói thời kỳ chánh pháp giới luật giải thoát thời kỳ tượng pháp thiền định giải thoát thời kỳ mạt pháp niệm phật được giải thoát tổ sư đại đức cũng có nói thời mạt pháp ức ức người tu hành ít có người đắc đạo chỉ nương niệm phật mà thoát sanh tử trong tình hình hiện nay thiện căn, phước đức, nhân duyên không lớn như trước. Thật sự chỉ có pháp môn niệm Phật có thể giúp đỡ chúng ta có được lợi ích cứu cánh viên mãn. Nhưng quan sát tình hình thực tế, căn cơ của chúng sanh hoàn toàn khác nhau. Một pháp môn cho chúng sanh, dẫu sao lợi ích cũng vô cùng có hạn. Thân là Pháp Sư Hoàng Pháp, bản thân một môn thâm nhập, quyết định có thể được mục đích tự lợi. Nếu muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì phải phát âm thông đạt càng nhiều pháp môn hơn. Chỉ có như vậy mới có thể làm được nhân cơ thí giáo, nhân thời thí giáo, nhân địa thí giáo. Nếu không, giảng kinh không khế cơ, như nói chuyện phiếm, khế cơ không khế lý, như ma vương nói. Vì vậy tuy rằng lão pháp sư chuyên tu chuyên hoàng một môn tịnh độ, thực chất Ngài tinh thông bát đại tông phái, gặp được người có căn tánh tu thiền thì dạy họ phương pháp tu thiền, gặp được người có căn tánh tu mật thì dạy họ tu mật. Đồng thời, lão pháp sư đối với tất cả pháp môn ngoài tịnh độ ra, ngoại trừ tán thán vẫn là tán thán. Việc này nêu gương cực tốt cho học sinh. 3 Nhân địa chế nghi dùng khoa học công nghệ cao hoàng pháp. Lão pháp sư vẫn luôn đi ở tuyến đầu của thời đại về phương diện hoàng pháp ở truyền hình và internet. Vào những năm 60, 70, thiết bị ghi âm, ghi hình vẫn không phải là thời kỳ quá phổ biến. Lão pháp sư đã bắt đầu tặng số lượng lớn băng ghi âm và băng ghi hình. Bước vào những năm 90, CD, VCD và Internet mới bắt đầu. Lão Pháp Sư liền nắm bắt thời cơ, dốc hết sức phát triển ưu thế Internet, đem đại đa số giảng nghĩa chỉnh sửa thành văn bản trực tiếp tải lên mạng. Chúng sanh hữu tình có được lợi ích không thể tính đếm. Bây giờ, cho dù ở nơi nào trên thế giới, chỉ cần mở máy tính lên mạng thì có thể xem được phát sóng trực tiếp Lão Pháp Sư Hoàng Pháp ở các nơi trên thế giới đồng thời còn có tiếng Anh đồng bộ phiên dịch. Việc này trong cơ cấu Phật giáo trên thế giới cũng vô cùng hiếm thấy. Vì vậy, từ thính chúng ở giảng đường của cư sĩ Lâm có một ngàn người. Học sinh trong lớp nghe giảng của tịnh Tông học hội chỉ có vài chục vị. Nhưng thông qua đường truyền Internet thì số người nghe giảng trực tiếp đã vượt hơn một triệu người. Ngoài ra, băng đĩa ghi hình lão pháp sư giảng kinh ở Bắc Mỹ trước mắt có 6 đài truyền hình phát sóng. Đài Loan có 3 đài truyền hình phát sóng. Macau có một đài truyền hình phát sóng. Còn có một số quốc gia và khu vực cũng đang trong quá trình chuẩn bị phát sóng. Lão Pháp Sư thường dạy học sinh, Hoàng Dương Phật Pháp phải bổn thổ hóa, hiện đại hóa, đạo tràng của hiện đại hóa chính là mạng lưới internet, truyền hình vệ tinh, tuyên truyền báo chí. Đầu năm nay, nhóm đại sứ Singapore bà Trần Bảo Lưu ở Trung Quốc đến Tịnh tông học hội tham quan rồi nói: "Cứ tưởng rằng Tịnh tông học hội giống như các tự viện cổ xưa trước kia, không ngờ ở đây thiết bị dạy học tiên tiến còn hoàn thiện hơn so với trường đại học thông thường. Đúng là một đơn vị giáo dục hiếm có." sau này nên phát triển thêm một bước về phương diện này nhằm hoàng dương văn hóa Phật giáo tốt hơn. 4. Lấy chân thật tu hành làm cơ sở giảng kinh. Phật pháp dạy học không giống với giảng dạy ở thế tục, nhất định phải chân thật thể ngộ đối với kinh Phật mới có thể nhân cơ thí giáo, làm cho thính chúng có cảm nhận chân thật như đích thân trải nghiệm. Nếu không thì ăn nói tùy tiện không có dư vị khó mà đạt được mục tiêu dạy học phật pháp giảng hoàng tông diễn giáo diễn là biểu diễn tứ chúng đệ tử nên dùng hình tượng tố chất cao trở thành tấm gương tốt cho đại chúng xã hội học tập nếu như người hoàng pháp phiền não tập khí nặng thân tâm lại bất tránh lập tức nói ba hoa xích thố thì làm sao có được tín phục nơi người chứ vì vậy, Lão Pháp Sư lấy mình làm gương, nắm bắt khá chặt chẽ về phương diện chân thật tu trì của học sinh. Khóa trình của học sinh lớp hoa nghiêm an bài vô cùng chặt chẽ. Ngoại trừ khóa tụng sáng tối, nghe khai thị bữa sáng, hoa nghiêm kinh, địa tạng kinh, vô lượng thọ kinh, học tập vi tính, tiếng Anh, làm hoa nghiêm kinh giản chú dị giải, chỉnh sửa hoa nghiêm giảng ký, mỗi tuần còn phải viết bản thảo gần 10.000 chữ. Đồng thời, cuối tuần còn phải tham gia cộng tu niệm Phật 36 tiếng không gián đoạn. Lão Pháp Sư thường nhắc nhở học sinh. Chân tránh tu hành không nhất định là chuyên niệm Phật ở niệm Phật đường hoặc quay mặt vào tường tĩnh tỏa mà là trong đời sống. Khi khởi tâm động niệm thì sửa đổi cách nghĩ, cách nhìn, cách làm sai lầm của bản thân trong đối nhân xử thế tiếp vật giác mà không mê tránh mà không tà tịnh mà không nhiễm lâu ngày như vậy công phu sâu dày tự nhiên nhìn thấu buông xả thân tâm thanh tịnh chỉ có hành giải tương ưng nghĩa chân thật của tất cả kinh mới có thể hiện rõ con đường này ban đầu xem như ngốc nghếch nhưng thật sự là phương pháp học giảng kinh nhanh nhất hiệu quả nhất 5. Lấy đơn giản dễ hiểu định ra tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá. Phương pháp lão pháp sư kiểm tra đánh giá thành tích của học sinh không phải thi về văn bản sách vở mà là để cho học sinh tuyên giảng với đại chúng ở đại tọa. Cố gắng đạt được thông tục dễ hiểu, ngắn gọn rõ ràng. Tốt nhất là làm cho mỗi vị thính chúng đến đó đều có thể nghe hiểu, khiến mỗi người đều có sự dẫn dắt giảng như vậy hết lần này đến lần khác không ngừng mà giảng, không ngừng cải thiện cho đến khi lão nhân gia ngài cho là đạt yêu cầu rồi mới có thể học một kinh khác được chỉ định. Sau mỗi lần giảng, nếu có chỗ không như pháp, lão pháp sư sẽ từ bi chỉ ra, đồng thời viết lại ý kiến sửa đổi cho học sinh. Y theo yêu cầu của lão pháp sư, thông thường một bộ kinh đều phải giảng 5 lần thậm chí trước sau 10 lần mới có thể thuộc lòng. Như vậy, sau này đến các nơi hoàng pháp giảng kinh, sẽ không xuất hiện bi cục đọa 500 kiếp hồ ly vì nói sai một chữ rồi. 6. Lấy dạy học tư thục truyền thọ nghĩa lý hoa nghiêm Theo phương thức dạy học tư thục truyền thống của Trung Quốc, tổng số trong lớp hoa nghiêm kế hoạch ban đầu không vượt hơn 5 người bởi vì nhiều người e rằng dạy học không chu đáo. Nhưng do các nước khác đến Singapore học tập rất không dễ dàng, lại thêm Hoa Nghiêm kinh cũng rất khó nghe đến. Vì vậy, lão nhân gia ngài theo nhu cầu thực tế tăng thêm số người học tập. Thường nói, Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, không đọc Hoa Nghiêm không biết Phật phú quý đây chính là nói nghĩa lý của hoa nghiêm cứu cánh viên mãn được các tông phật giáo công nhận nếu không đọc hoa nghiêm thì không biết lợi ích của việc thành phật đại sư hoàng nhất thường khuyên bảo chúng ta ban đầu học phật tốt nhất là bắt đầu từ hoa nghiêm nhưng mà kinh này quá dài quá sâu khiến cho người khác nhìn là thấy nể phục mà thời cận đại thiếu người tuyên giảng làm cho chúng sanh khó có được lợi ích từ đây. Có xét thấy điều này, lão pháp sư đã để một bộ băng ghi hình giúp đỡ hậu học, đào tạo pháp sư có thể giảng Hoa Nghiêm để phổ lợi đại chúng xã hội. Vì vậy, nên thành lập lớp này. Hoa Nghiêm kinh dự tính 10 năm giảng xong, mỗi buổi sáng học sinh lắng nghe lão pháp sư giảng giải Hoa Nghiêm buổi chiều chia thành ba tổ. Một tổ đem bài giảng hoa nghiêm của lão pháp sư chỉnh lý thành sách. Một tổ dùng lời lẽ đơn giản nhất, nói xuông nhất, làm giản chú dị giải cho kinh văn uyên thâm. Một tổ chuyên môn phụ trách công việc dịch sang tiếng Anh. Những tư liệu này thông qua giám định của lão pháp sư sau khi sửa đổi xuất bản thành sách để giúp đỡ người khác dễ dàng học tập. Khi tiên sinh tăng sĩ sinh, giám đốc cơ quan singapore đến tham quan khóa học trong lớp nói cổ văn trong kinh phật thâm sâu như vậy nếu không phiên dịch thành phổ thông người được dạy bằng tiếng anh như tôi xem ra thật sự rất miễn cưỡng có thể thấy phiên dịch thành tiếng phổ thông thật sự là việc cấp bách của hiện tại càng quan trọng hơn là trong quá trình học sinh chỉnh lý giảng nghĩa có thể tiến thêm một bước thể hội ra nghĩa lý của văn tự kinh ấn tượng sâu sắc, nếu có chỗ không hiểu có thể xin lão pháp sư khai thị. Ngoài ra, học sinh cũng thường đọc một số tài liệu liên quan đến hoa nghiêm như Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, Hoa Nghiêm Sớ Luận soạn yếu. Học sinh của lớp Hoàng Pháp trải qua hơn 3 tháng đào tạo căng thẳng, bất luận từ các phương diện thành thạo về giảng kinh, thâm nhập và lý luận Phật pháp phương thức hoằng pháp và đối người xử việc tiếp Phật đều có tiến bộ rất lớn. Tất nhiên, muốn có thành tựu lớn hơn, then chốt vẫn là sau khi học sinh tốt nghiệp phải học được kỹ thuật giảng kinh thông qua học tập và thực hành. Luyện tâm khi trải qua nhiều việc, phối hợp tu trì của cá nhân và gia trì của tam bảo trong thời gian lâu dài. Như vậy khi giảng kinh mới có thể tùy văn nhập quán giảng ra kinh mà tự tánh của bản thân vốn có sẵn. Sau khi các pháp sư lớp hoàng pháp tốt nghiệp, có người ở Phật học viện, tự viện, hiệp hội Phật giáo đảm nhận công việc, có người đã giảng kinh hoàng pháp ở khắp nơi, đều được tứ chúng đệ tử khen ngợi. Sự thật chứng minh, không thể phủ nhận thành tựu đạt được trong quá trình mở lớp hoàng pháp và lớp hoa nghiêm cũng như khi tiên sinh Diệp Tiểu Văn, Cục trưởng Cục Tôn giáo Viện Quốc vụ mời Lão Pháp Sư tham dự lễ 50 năm Quốc Khánh đã đánh giá. Pháp Sư Tịnh Không thật sự làm được rất nhiều việc cho Phật giáo. Chúng ta tin rằng trải qua sự luyện tập và rèn luyện lâu dài, các học sinh nhất định có thể đạt được mục tiêu. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, nhất định trở thành người có thể gánh vác trọng trách đảm nhận gia nghiệp của Như Lai. Văn hóa Phật giáo kỳ thứ 6 năm 1999 Giới thiệu sơ lược về Pháp Sư Khoan Dung Pháp Sư Khoan Dung sinh năm 1970, người huyện Phù Phong, tỉnh tiềm Tây. Cha và bác trai của ngài đều là tín đồ Phật giáo. Nhận được sự ảnh hưởng đó, liền lập nguyện một lòng hướng Phật ngày mùng 8 tháng 12 năm 1987, cơ duyên chín muồi, lễ bái đại hòa thượng Thường Minh, phương trượng chùa Hưng Giáo làm thầy, xuống tóc xuất gia. Bởi vì ngài vốn có căn bản nhất định về Phật học mà thông minh trí tuệ, cần cù hiếu học, được đại hòa thượng Thường Minh thu nhận làm thị giả. Năm 1989, sau khi thọ cụ túc giới ở chùa Bạch Mã, Lạc Dương, Hà Nam. Ngài vào học ở Phật học viện Cửu Hoa Sơn, nhận được lợi ích dưới tòa của Hòa Thượng Nhân Đức, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh An Huy. Vì thành tích của Ngài xuất sắc nhất, năm 1992, ở lại trường dạy học và phụ giúp công việc quản lý Phật học viện cho Đại Hòa Thượng Thánh Huy. Năm 1993, Ngài nhận chức trụ trì Chùa Cam Lồ, Núi cửu Hoa, trưởng giáo vụ, phó viện trưởng Phật học viện. Năm 1996, nhận lời mời của tịnh Tông học hội, cư sĩ lâm Phật giáo Singapore, ngài làm học giả tham học. Ở Singapore, Pháp sư Khoan Dung toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc học tập, người đứng đầu về học vấn. Đạt được học vị thạc sĩ quản lý sĩ nghiệp ở Đại học Nam Áo, học vị tiến sĩ triết học ở Đại học Tây Thái Bình Dương năm 2004, Ngài học xong quay về. Được lễ thỉnh làm trụ trì thiền tự Tam Tổ huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy. Tháng 12 năm 2006, chúng cử làm hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thị xã An Khánh. Tháng 10 năm 2007, chúng cử Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã An Khánh. Pháp sư khoan dung tốt nghiệp khoa quản lý giáo dục ở Đại học Tứ Xuyên, tốt nghiệp Phật học viện Cửu Hoa Sơn, tỉnh An Huy và khoa nghiên cứu bộ luật tông của trường. Từng đạt được học vị thạc sĩ quản lý xí nghiệp ở Đại học Nam Áo, học vị thạc sĩ văn học ở Đại học Nam Kinh, học vị tiến sĩ triết học ở Đại học Tây Thái Bình Dương. Cuối năm 1992, Ngài được mời làm người duy trì trật tự, chủ nhiệm, Phó trưởng Giáo vụ Phật học Viện Cửu Hoa Sơn, tỉnh An Huy, năm 1993, Ngài được mời làm trụ trì Chùa Cam Lồ, Núi Cửu Hoa, Phó Viện trưởng, Giáo vụ trưởng Phật Học Viện. Năm 2004, nhận lời mời của Tứ chúng đệ tử huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, Ngài nhận chức trụ trì Thiền tự Tam Tổ, huyện Tiền Sơn. Tháng 5 năm 2006, Ngài được tiến cử làm Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên, tỉnh An Huy tháng 12 năm 2006, ngài trúng cử hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thị xã An Khánh. Cảm ơn chuyến du lịch Úc. Pháp sư Pháp Long. Úc là một nơi tốt. Tôi đã nghe nói rất lâu rồi. Thật sự rất muốn đi xem thử, mở mang kiến thức một chút, thể hội một lần. Hai, ba năm trước khi học ở Singapore, có cư sĩ rủ tôi cùng đi Tôi cảm thấy nhân duyên chưa chín muồi nên không đi. Năm ngoái sau khi trở về nước, đạo sư Pháp sư Tịnh Không cũng nói đến việc đó, hỏi tôi có muốn đến Úc ở không. Trong lòng tôi vô cùng cảm động, nhưng lúc đó đã nhận lời mời của trường học cũ, phương trưởng Minh học phân viện núi Linh Nham Phật học viện Trung Quốc, phải lên núi dạy học cũng không thể đi. Kỳ thực tôi vẫn luôn đợi một cơ duyên. Đó chính là sinh nhật 80 tuổi của Đạo sư Thượng Nhân Tịnh Công. Đây là một việc vô cùng trọng đại trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cuối cùng cũng đợi được. Visa Úc có tiếng là khó làm trong nước. Nhưng một nhóm bảy người chúng tôi đều không thể ngờ được là thông qua hết. Thuận buồm xuôi gió, chúng tôi đã đến Úc. Chúng tôi nghỉ ngơi ở Sydney 3 ngày tham quan và lãnh hội được sự vẻ vang của tịnh độ đã còn lại không nhiều trên địa cầu này. Quả nhiên danh bất hư truyền, đất rộng người ít rất thanh tịnh, khí hậu rất dễ chịu, trời xanh mây trắng, nước trong bãi cát không bị ô nhiễm, rất thoải mái. Tuy rằng ở đây không phải thiên đường lý tưởng của chúng tôi, nhưng từ những nơi huyên náo, ô nhiễm nghiêm trọng mà đến được nơi này cũng xem như là thiên đường của nhân gian rồi. Đến tỉnh Tông học viện ở Tô Vuông Ba, tốt hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tuy rằng không có những tự viện truyền thống cao to hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, nhưng cũng là tinh vi rộng rãi, thanh tịnh trang nghiêm. Giảng kinh Hoàng Pháp, tu trì niệm Phật quanh năm, cũng là đạo tràng hiếm có trên đời an bài ngày mùng 6 tháng 3, chúc thọ cho đạo sư. Một ngày trước là ngày kỷ niệm 9 năm Hàn Anh, quán trưởng Thư viện Hoa Tạng, Xanh Tây. Tôi đối với quán trưởng Hàn Anh không hiểu rõ mấy, nhưng từ những đề cập trong buổi giảng và giới thiệu trong đoạn phim ngắn gọn, tôi sâu sắc cảm thấy bà thật sự là một vị cư sĩ hộ pháp hiếm có. Trong những hội kỷ niệm trước đây Mọi người đều gọi bà là Tránh sĩ Hàn Anh. Lần này tôi thấy được mọi người gọi bà là Đại sĩ Hàn Anh. Tránh sĩ và Đại sĩ đều là tên dịch ra tiếng Trung của Bồ Tát. Khi tôi mới nghe, tôi từng cảm thấy cách xưng hô một vị cư sĩ như vậy có thích hợp không. Sau này tôi cảm thấy bà hoàn toàn xứng đáng. Những vị khác thì tôi không biết. Nhưng từ việc bà không ngừng hộ trì đạo sư giảng kinh Hoàng Pháp 10 năm như một, từ việc bà thành tựu được một vị đại đức tài ba, đủ rồi. Đạo sư thường giảng, nếu như không có bà hộ trì, lúc đó chỉ có hai con đường có thể đi. Một là làm kinh sám, một là đi hoàn tục. Nếu như lúc đó làm kinh sám hay là đi hoàn tục, còn có Pháp Sư Tịnh Không của ngày hôm nay sao? Đại từ Bồ Tát có nói, có thể khuyên một người tu tinh tấn hơn bản thân, khuyên được hơn 10 người, phước đức đã vô lượng. Nếu khuyên trăm và ngàn, thì là Bồ Tát chân thật, lại có thể hơn triệu, tức là A-di-đà. Từ quyển thứ 12, Nhân duyên niệm Phật báo ứng của Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn. Như hiện nay, đạo sư khuyên người niệm Phật đâu chỉ ngàn vạn. Có được thành tựu như vậy đều là được lợi từ hộ trì của quán trưởng Hàn. Do đó, quán trưởng Hàn chẳng khác nào thành tựu được một vị Phật rồi. Lại từ đại nguyện của bà phát ra khi lâm chung, chúng ta có thể nhìn thấy được. Bà thật sự là Bồ Tát phát tâm. Như nguyện thứ tư, xuất gia phải làm tấm gương cho người xuất gia. Tại gia phải làm tấm gương cho người tại gia nguyện thứ năm. Tịnh Tông phải hoàng dương ở các nơi trên thế giới. Đạo Tràng phải làm tấm gương tốt cho Đạo Tràng. Nguyện thứ sáu. Tứ chúng đồng học của tịnh Tông học hội nhất định phải tuân theo Phật giáo, y giáo phụng hành. Nguyện thứ bảy. Học nhân tịnh nghiệp nhất định phải buông xả tất cả thân tâm thế giới, một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nguyện thứ 9 nhất định phải học Phật Bồ Tát, làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Nguyện thứ 10, các dân, các nhà nhất định phải tiếp tục hộ trì chánh pháp, làm cho chánh pháp trụ lâu. Những nguyện này không có nguyện nào không phải là phát tâm của Bồ Tát. Khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, thầy chuyển giới sẽ hỏi: "Còn có phải là Bồ Tát?" Trả lời: "Là Bồ Tát." chỉ cần có thể phát tâm Bồ Đề, có thể hành Bồ Tát Đạo, đều là Bồ Tát. Những điều này trên tâm trạng của bà đều có thể thấy được. Vì vậy, tôi cảm thấy gọi bà là đại sĩ hoàn toàn xứng đáng. Thật sự hy vọng thế gian này có thể xuất hiện vài vị đại sĩ Bồ Tát như vậy. Có thể thành tựu vài vị đại đức A-di-đà như Pháp Sư Tịnh không. Đó thật sự là niềm hãnh diện của nhà Phật, hạnh phúc của chúng sanh hy vọng của cả thế giới. Trong hội kỷ niệm bà, tôi thấy thật sự suy tưởng không ngừng. Dường như nhìn thấy cảnh tượng hưng thịnh của Phật Pháp trong tương lai, nhìn thấy cảnh tượng thế giới hòa bình. Ngày thứ hai là ngày chúc thọ cho đạo sư. Tôi đã sớm chuẩn bị cho ngày này rồi. Khi đón Tết ở thành phố Bao Đầu, tại nội Mông Cổ, chúng tôi đã đi không ít tiệm hàng mỹ nghệ Cuối cùng, trong một căn tiệm, tìm thấy một ống đựng bút bằng gỗ đoan chi, điêu khắc cây thông và con hạc. Vừa nhìn thấy thì mừng không kể xiết. Chính là nó rồi. Thông và hạc là đề tài trúc thọ truyền thống. Chúc cho đạo sư trường thọ khỏe mạnh. Đạo sư thường kết duyên bằng thư pháp. Ống đựng bút là thực dụng nhất. Cũng tượng trưng ý nghĩa hoàng pháp bằng văn tự. Lại tìm nhà thư pháp viết một bức vô lượng quang thọ treo ở giữa, chúc cho đạo sư được vô lượng thọ trụ lâu ở thế gian, lấy ánh sáng của vô lượng trí tuệ nhiếp thọ chúng sanh khổ nạn trên thế gian. Tuy rằng Phật pháp chú trọng ở tâm, không chấp vào hình thức, nhưng cũng không thể chấp lý mà lỡ việc lý do sự hiển thị, tâm cũng từ sự mà biểu hiện. Những cái thế gian gọi là lễ vật, Phật pháp nói là cúng dường đều biểu đạt sự tôn kính cao quý và vô lượng cảm ơn cùng chúc phúc của học nhân đệ tử chúng tôi đối với đạo sư. Từ toàn bộ Phật pháp mà nói, ngài giảng kinh Hoàng Pháp 50 năm. Pháp âm phổ cập, không ngừng giảng kinh, pháp bảo lưu thông, phân bố các nơi trên thế giới, tích cực đào tạo nhân tài Hoàng Pháp có công lao vĩ đại không thể xóa nhòa đối với sự phát triển và hoàng pháp Phật Pháp trên thế giới. Cho đến nay, tuy Ngài đã 80 tuổi, nhưng vẫn không ngừng giảng kinh. Một năm 365 ngày, ít nhất cũng giảng 300 ngày. Mỗi ngày ít nhất cũng phải giảng 2 tiếng. Sự hành trì vì Pháp quên thân, 50 năm như một ngày. Không dám nói trước nay chưa từng có. Tôi nghĩ tương lai cũng không có người như thế rồi từ cả thế giới mà nói ngài là hình tượng của tăng nhân tiếp thu tinh thần và đại trí tuệ bình đẳng và từ bi của phật bồ tát cực lực đề xướng lý niệm hòa bình là chúng sanh một thể thế giới một nhà tích cực thúc đẩy giao lưu tình hữu nghị giữa các tôn giáo và sự giúp đỡ hài hòa giữa các chủng tộc để cố gắng làm lợi ích xã hội động loạn bất an cố gắng cứu vãn những người mê nhất nhân tâm sự nhiệt tình của ngài đối với tổ quốc lại càng tăng thêm tài trợ công trình hy vọng thiết lập học bổng quyên tặng sách vở pháp bảo cứu tế người nghèo nhiều vô số kể dưới tấm kính trên bàn của ngài ở căn phòng bên úc tôi nhìn thấy tấm giấy chính tay ngài viết hòa bình thống nhất tốt một nước hai chế độ tốt những điều này ai cũng có thể thấy và hiểu rõ từ cá nhân tôi mà nói, 7, 8 năm nay, ngôn truyền thân giáo của đạo sư ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến tôi. Ngày nay tôi có thể chân chính nhận thức Phật pháp, có thể bước lên giảng đài giảng kinh hoàng pháp không vì danh, không vì lợi, thật sự thể hội được sứ mạng, hoàng pháp là việc nhà, lợi sanh là sự nghiệp. đều nhận được sự lợi ích từ sự dạy bảo và dẫn dắt của đạo sư hiện nay người xuất gia trên toàn thế giới không ít nhưng người thật sự giảng kinh hoàng pháp quá ít rồi cho dù các pháp sư tốt nghiệp từ phật học viện nhưng có mấy người ra giảng kinh hoàng pháp nói về trung quốc cả nước mấy chục phật học viện mỗi năm mấy trăm người tốt nghiệp bao nhiêu năm nay những pháp sư này đi đâu rồi thật sự làm người khác oán thán không lo nghĩ cho tương lai của phật giáo vì vậy, hôm nay tôi đi con đường này, thật sự từ sự dạy bảo của đạo sư. Do đó tôi cảm động và cảm ơn nhiều hơn một phần so với người khác. Cũng do đó tôi thường khích lệ bản thân, lấy đạo sư làm tấm gương, không vì danh, không vì lợi, thật sự vì Phật giáo, vì chúng sanh mà sống, tận hết năng lực của bản thân, hoàng hộ chánh pháp, thành tựu chúng sanh mỗi lần trước khi tôi đăng đài giảng kinh tôi đều trí thành phát nguyện khẩn thỉnh tam bảo từ bi gia trì cho bản thân khai trí tuệ có thể giảng tốt có thể để cho thính chúng có được lợi ích từ việc nghe pháp đây là nguyện cầu duy nhất không còn nguyện khác ngài không những làm tôi cảm động cũng làm cho tất cả tín đồ phật giáo cảm động càng làm cho cả thế giới cảm động chúng ta nên biểu đạt sự cảm động này như thế nào ngoài việc tuân theo sự chỉ dạy của đạo sư chăm chỉ tu hành việc chúc thọ cho lão nhân ra ngài không phải là một sự biểu đạt sao để thêm một phần ánh hào quang hưng thịnh của phật pháp vì trường thọ của ngài để cho bầu không khí của thế giới thêm một phần hòa bình vì trường thọ của ngài để cho tổ quốc tự hào vì ngài để cho chúng ta trưởng thành nhờ ngài trong pháp hội, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, điều muốn biểu đạt cũng rất nhiều, nhưng phát biểu của tôi chỉ có 5 phút. Chính là trong 5 phút này, do tôi kích động nên xém chút không nói ra lời, tâm tư đã dối lên, không biết nói bắt đầu từ đâu. Vì vậy, ngoài sự cảm ơn chính là cảm ơn, tôi biết rõ, chỉ có thật sự y giáo phụng hành mới là sự cảm ơn chân chính. Vậy hãy để tứ chúng đệ tử chúng ta buông xả tự tư tự lợi, cùng nhau phát tâm, hoàng hộ chánh pháp, phổ lợi chúng sanh. Hãy dùng hành động thực tế của chúng ta để biểu đạt sự cảm ơn đối với đạo sư nào. A Di Đà Phật. Núi Linh Nham, Tô Châu, vào ngày 26 tháng 3 năm 2006. Trích từ blog của pháp sư Pháp Long. Giới thiệu sơ lược về Pháp Sư Pháp Long Pháp Sư Pháp Long, hiệu trung giải, sinh năm 1975. Năm 1988 đến năm 1993, Ngài xuất gia ở Tinh Xá Hoa Nghiêm, bây giờ là Chùa Thanh Tịnh, thành phố bao đầu, nội Mông Cổ. Trong thời gian này, Ngài theo sư công học văn hóa và căn bản Phật học năm 1993 đến năm 1995, Ngài học ở lớp tránh khoa phân viện núi Linh Nham Phật học viện Trung Quốc. Tháng 8 đến tháng 12 năm 1997, Ngài đến Singapore tham gia lớp đào tạo nhân tài Hoàng Pháp do cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore và tịnh Tông học hội Singapore tổ chức. Y chỉ Pháp sư tịnh không học tập giảng kinh năm 1998 đến năm 2002, Ngài tham gia lớp nghiên cứu hoa nghiêm của tịnh Tông Học hội Singapore thực tập giảng kinh. Trong thời gian đó, nhận lời đảm nhận giảng sư khóa thứ 5, thứ 6 của lớp đào tạo nhân tài Hoàng Pháp. Nhận lời mời đến giảng kinh Hoàng Pháp, viếng thăm trong và ngoài nước, có các quốc gia và khu vực như Đại lục Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Mỹ, Canada, Nepal, Thái Lan, Úc. Năm 2001 đến năm 2005, Ngài ở Đại học Tân Dược Singapore học chương trình học vị cử nhân Hán ngữ ngôn văn học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, lớp Singapore. Đạt được học vị cử nhân Hán ngữ ngôn văn học. Tháng 3 năm 2005 đến nay, ngài về thường trụ ở chùa Thanh Tịnh, nhận chức giám viện. Tháng 4 năm 2005 đến nay, ngài nhận lời mời về trường cũ dạy ở phân viện núi Linh Nham Phật học viện Trung Quốc, đảm nhiệm giảng sư Phật học lớp nghiên cứu. Năm 2006, bổ sung là ủy viên Hội ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bao Đầu lần thứ 8 và tích cực tham dự các sự nghiệp công ích từ thiện như trợ giúp học tập cho Liên Hiệp Thanh Niên, xóa đói giảm nghèo. Tháng 4 năm 2009, chúng cử ủy viên của Hội Ủy viên Hội Liên Hiệp Thanh Niên thành phố bao đầu lần thứ 9, đồng thời nhận chức Phó Chủ nhiệm Tôn giáo Dân tộc Các Khóa. Tháng 5 năm 2011, chúng cử ủy viên hội ủy viên hội liên hiệp thanh niên khu tự trị thành phố bao đầu lần thứ 11. Tháng 3 năm 2012, chúng cử thường ủy viên hội ủy viên hội liên hiệp thanh niên thành phố bao đầu lần thứ 9. Đồng thời nhận được danh dự là ủy viên ưu tú.